Lô lô mọi người, lại là series phân tích quỷ dữ đây. Tập trước các bạn có vẻ cực kỳ ghét bỏ nhân vật ông Đại, một người bố cục cằn, ra trưởng. Nắm bắt rõ tinh thần đó nên hôm nay chúng ta hãy cùng đến với một người con, Cao Thanh Lâm. Huyền thoại bị chế mim sửa ổ cứng bằng hỏa công. Chúng ta đã nói nhiều về việc yếu tố gia đình đã có tác động đến sự lầm đường lạc lối của Lâm. Nhưng để thật sự mà nói thì Lâm là một chàng trai thông minh sáng dạ. Lâm đi du học ở Mỹ và làm về IT. Đó là một chuyên ngành có thể mang lại nhiều tiền. Tất nhiên là không thể nhiều bằng bà Dung, nhận hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nhưng đủ để có một cuộc sống hạnh phúc. Sự thông minh của Lâm còn thể hiện trong nhiều thứ, như cái cách mà anh hack chính ngân hàng của mình để lấy tiền cờ bạc, hay như cái cách anh khôi phục dữ liệu ổ cứng sau khi đã đốt nó để lấy le với một ông trùm cá độ bóng đá. Dù luôn thể hiện sự thông minh của mình một cách sai mục đích, nhưng chúng ta có thể thấy Lâm dù đứng trong hàng ngũ hay là tổ chức nào cũng thể hiện được sự hữu ích, thậm chí là vượt mặt những người từng làm lâu trong lĩnh vực đó. Điều đó cũng dễ hiểu, con trai thứ trưởng cơ mà, không giống lông thì cũng giống lá. Nhưng các bạn có bao giờ cảm thấy thắc mắc rằng tại sao một con người có địa vị, có bằng cấp, lại cả nhan sắc như Lâm lại luôn bị vây quanh bởi những người xấu, những người muốn làm hại anh chưa? Đó là vì đức tính muốn đi đường tắt, muốn làm ít hưởng nhiều. Thứ mà chúng ta sẽ cùng làm rõ ở phần sau. Thật ra hắn đã có không ít cơ hội để được bên cạnh những người tốt như bác Trác, chủ của ngân hàng Phú Tài, nơi Lâm làm việc, hay bác Hòa, giám đốc công an tỉnh. Họ là những chiến hữu của bố Lâm, cũng thương Lâm như con ruột của mình. Chú Trác thậm chí cho luôn số tiền Lâm biển thủ ở ngân hàng để đánh bạc. Còn chú Hòa không ít lần cố gắng để tội danh của Lâm được xem xét và giảm nhẹ. Âu cũng là hết lòng hết dạ, lại nhắc lại chuyện bản chất lương thiện. Điều này được thể hiện rất rõ ở việc Lâm đối xử với ông nhẹ nhàng và tình cảm, nói những lời hay ý đẹp làm ông vui. Trừ phần chơi thảo dược trong phòng vệ sinh làm ông tí đột quỵ thì Lâm vẫn là người có hiếu. Thế mới thấy, nội tại ẩn xuất sắc chưa chắc đã đảm bảo cho một cuộc sống chất lượng. Một chàng trai tưởng chừng có tất cả, cuối cùng nhà tan cửa nát, bố mẹ ly tán. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ lấy hình tượng của Cao Thanh Lâm để bàn về vấn đề mà đạo diễn muốn truyền tải. Trong Trại án, Cao Thanh Lâm thể hiện mình là một cậu công tử hào hoa, phong nhã, ăn chơi lừng lẫy. Nhưng mà trên đời này đâu phải muốn hưởng thụ là dễ, cần phải có điều kiện. Thứ mà gia đình của công tử họ Cao thừa, rất thừa, ông Cao Đức Cẩm, nguyên Thứ trưởng Bộ Kinh tế. Tưởng rằng với cương vị mới sẽ có thể mang lại tiếng thơm cho gia đình, nhưng vì xuất thân đi lính, tính tình hiền lành, ông đã hoàn toàn bị bà Dung chi phối, sử dụng quyền lực của người chồng để vụ lợi. Bà Dung tuy thương con, nhưng do không đọc nhiều sách dạy con trên YouTube, cũng không mua áo của trùm cuối cho con mặc dù đã có link gắn sẵn ở dưới phần mô tả và bình luận. Bà Dung cưng chiều có con trai quá thị đáng. Thử tưởng tượng vào những năm 2000, nhưng Lâm huynh than với mẹ rằng trong ví có mỗi vài triệu thế này, không dám ra đường. Với mệnh giá 10.000 một bát phở, 3.000 một tiếng điện tử hồi đấy, vài triệu chắc mua luôn cả cái sạp áo trùm cuối. Ấy thế mà bà Dung lại nhét cho con thêm mấy nghìn đô, vì hắn yêu hoa hậu mà. Mà khoan nói về sinh lý của Lâm huynh, lớn tướng rồi mà ngủ dậy mẹ vẫn phải gấp chăn, gấp quần áo cho. Nhưng đó chỉ là những việc nhỏ. Sự dung túng của bà Dung ngày càng lớn dần, từ không coi cán bộ công an giao thông ra gì, khi con trai công khai vượt đèn đỏ, nhưng vẫn mến thương gọi các đồng chí bằng những đại từ rất khó nghe. Tiếp đến là những việc tày đình, khi Cao Thanh Lâm ăn cắp số tiền lớn trong ngân hàng mình đang công tác, bà Dung tưởng rằng sẽ nhận ra sai lầm của con mình nhưng không, bà tìm đủ mọi cách để chạy án cho con trai mình. Quả nhiên là một người phụ nữ tuyệt vời, trước sau như một. Sự chiều chuộng đến mù quáng của bà đã đạt đến đỉnh điểm khi người đàn bà chứng kiến con mình sử dụng thảo dược nhưng vẫn đổ lỗi cho xã hội, cho người này người kia. Thật là đáng hổ thẹn, đáng buồn mà cũng đáng giận. Nói chung, hình tượng bà Dung là một hình tượng người mẹ quen thuộc tại các nước châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Một người mẹ thương con nhưng sai cách. Chính cách đối xử của bà là nguyên nhân tha hóa và ngày càng lầm đường lạc lối của Lâm. Nếu hà khắc với con hơn một chút, có lẽ cháu đích tôn nhà họ Cao đã có một cái kết tốt đẹp hơn. Ở phần tiếp theo, chúng ta hãy đi sâu vào con người của Cao Thanh Lâm để xem rằng chàng công tử này có thật sự là hết thuốc chữa hay không. Mỗi thời đều có những cơ hội và cạm bẫy. Để mà nói thời nào hơn thời nào là một mệnh đề khập khiễng, Cao Thanh Lâm là một nhân vật được sinh ra vào bối cảnh những năm 2000, thời điểm mà tệ nạn đáng sợ nhất là nghiện hút. Đây là thời điểm đen tối của Việt Nam, khi lượng người mất mạng vì mai thúy là rất lớn. Có những giai thoại xuất hiện như ngồi bên này đường đá bát phở mà bên kia đường những môn đồ của bột mì đi qua đi lại như zombie. Có những kẻ thì đột nhiên ngã khuỵu ra đất sùi bọt mép. Rất thương. Quay trở lại với Cao Thanh Lâm, vị công tử hào hoa quả thật là một miếng mồi ngon cho những cạm bẫy ngoài xã hội. Một ông anh Tony không ngại cho thằng em con ông thứ trưởng mượn chiếc ô tô nhiều tỷ đồng để đi với hoa hậu, hay dẫn chàng thanh niên đi giải đen trong một sòng bài của ông chủ người Macau nói tiếng Việt. Và đỉnh nhất là rủ thằng em chơi bộ môn khói, một yếu tố không thể thiếu để mở khóa gói dân chơi vào khoảng thời gian đó, vì gã biết làm Lâm nghiện là con đường dễ nhất để thao túng hắn. Một vấn đề nữa mà đạo diễn muốn cài cắm, tưởng chừng không liên quan nhưng lại là yếu tố lớn nhất dẫn đến con đường tha hóa của Lâm, đó là quyền chức và vấn nạn tham nhũng. Cuộc sống xa hoa của Lâm suy cho cùng cũng là nhờ quyền chức của ông Cẩm mang lại. Vì đứng ở vị trí cao như vậy, dù có làm sai đến đâu, trong tư duy của Lâm luôn nghĩ rằng sẽ có người đỡ được cho hắn. Một lối suy nghĩ ỷ lại và vô trách nhiệm. Cao Thanh Lâm dù đã trải qua rất nhiều chuyện, vào tù ra tội, nhưng vẫn không khác gì một đứa trẻ mang thân hình người lớn. Chúng ta đã nhắc đến nhiều những tai to mặt lớn, những kẻ phản diện máu mặt khiến số phận Lâm điêu đứng. Ở phần kế sẽ là những bóng hồng bước qua cuộc đời của hắn. Cao Thanh Lâm như đã nói ở trên, hội tụ mọi yếu tố mà một chàng trai cần, nhưng gu phụ nữ của hắn thì lại vô cùng tầm thường và dễ đoán. Đó là đẹp, ngon, ưa nhìn, xinh. Nói chung là ngoại hình. Người phụ nữ đầu tiên hắn quen là Huê Hậu Minh Phương. Cô ta lúc đầu đến với Lâm tất nhiên cũng vì địa vị và tiền tài. Nhưng khi Lâm gặp nhiều biến cố,
Phương cũng là người đàn bà duy nhất ở bên cạnh hắn và gia đình. Quá khứ của cô này cũng không hề đơn giản. Khi từng làm sugar baby cho một đại gia, nhưng Phương hơn Lâm ở chỗ cô ta biết điểm dừng và quay đầu. Tuy là người ở bên cạnh gia đình Lâm nhiều nhất, nhưng xét trên khía cạnh tình yêu thì chưa chắc hoa hậu Minh Phương đã là người yêu Lâm nhất. Và từ đó chúng ta đến với người phụ nữ thứ hai. Như đã nói ở trên, Cao Thanh Lâm có thời gian xa vào cờ bạc Mai Thúy. Trong thời gian chơi đỏ đen, hắn đã dính vào một người đàn bà ở sòng bài này, tên là Vi. Nhiệm vụ của cô ta là giải đen mỗi khi Lâm không đỏ. Ban đầu chỉ là tính chất công việc, nhưng vì giải đen quá nhiều, tần suất ngày càng cao, cô Vi này yêu luôn anh công tử hào hoa. Tình yêu này tất nhiên không chỉ thể hiện ở việc gấp chăn gấp gối, mà nó còn ở việc sau này sòng bài bị xích, Vi thất nghiệp, Lâm đi tù. Lâm cự tuyệt Vi nhiều lần vì coi nhẹ thân phận của cô gái này. Nhưng cô Vi là đại dịch nên rất lì, liên tục thăm nom, nhớ nhung đến người đàn ông tệ bạc. Cô ta thậm chí còn hiến kế tôn tẫn giả điên, thứ mà giúp cho Cao Thanh Lâm được tại ngoại. Dù sự giúp đỡ này hơi thiếu lý trí, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu của cô Vi được thể hiện khá tương đồng với bà Dung, một cách yêu đầy bao che và dung túng. Vậy là Lâm đã có đến hai người phụ nữ yêu thương mình thật lòng. Hai cô gái này dù hoàn cảnh có nhiều ẩn khúc nhưng vẫn là những cô gái tốt. Còn nhân vật cuối cùng thì lại vô cùng trái ngược. Ở những chương cuối của số phận, Lâm đã kết giao với một tay chùm cá độ bánh đa aka kẻ mà hắn đã đốt ổ cứng để gây ấn tượng. Y có một hà thiên lộn tên là Liên Trèo, ngoài nội tại vô địch đĩ thỏa. Người đàn bà này còn là nguyên nhân khiến Lâm tái nghiện, để dễ bề thao túng nếu hắn có ý định phản bội. Nhưng đó cũng chỉ là sự đổ tại, sẽ luôn có những Liên Trèo khác xuất hiện trong đời nếu Lâm cho phép. Tóm lại, Cao Thanh Lâm là một nhân vật phản diện đầy thú vị, một nhân vật rất đời và được xây dựng kỹ lưỡng. Hắn là minh chứng của việc phẩm chất tốt không đảm bảo cho một cuộc đời chất lượng. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, tất cả cũng là vì hắn tự chuốc lấy. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.